Đi được. Mai làm cái gì đây? Cột vậy chứ mấy, nó bị đau bụng. Cột gần gần vậy chứ để bị đau bụng. Cái này là cái mẹo á ha. Cái mẹo để sát vậy chứ để đau bụng á. Trời ơi, rồi mấy cái bộ đồ con không con mua đâu mà sao không mặc mà mặc mấy ở nhà ưa bận đồ cũ vậy đó cô. Đi đâu mặc đồ mới. Trời ơi, sao không tháo nấu ra đi, nãy giờ trong nhà không không chịu lột nó ra cho nó khỏe. Ôi thần linh ơi. Đẹp hú hồn chưa cột hai bên hả? Ở thắt hai bên. Bữa nào hớt tóc cho đẹp đi, sao không cho hớt? Không có hớt, hồi máy bắt gì không. Trời ơi tay. Ôi thần linh. U là trời. Tay sưng luôn hay gì hả? Không có, tay không có. Trời đất ơi, mấy bộ đồ con mua à, sao không? Ở nhà ít có mặc đồ mới con. Cái nồi đồ ăn quá. Ui thần linh ơi. Trời ơi, để con coi, con xịt đèn cho thấy rõ thôi. Quá trời quá đất. Này gì? Cá kèo. Gì nữa cô Nhan? Dũng dũng thì ấy để đó vậy đó. Đồ này có ăn không? Hết ăn rồi mà chưa bỏ nè. Còn là miếng chưa bỏ. Trời ơi, con này là gì? Mới ăn rồi. Hả? Cái đó ăn rồi, nấu rau, bắp chuối, đồ chung trong cơm mới ăn rồi. Là con mới vừa vô là cô Nhan vừa ăn xong hả? Ăn rồi, dạ, dạ ăn rồi. Giờ nãy giờ cô Nhan ở đâu? Thì ăn cơm rồi đi ngoài bờ mới vô. À, xin chào quý khán giả của Mạnh Thường Quân trong ngoài nước của kênh Gấp Tiếp Miền Tây. Thì hôm nay mình sẽ mời quý khán giả đồng hành cùng mình đến gia đình của cô Nhan, ấp 11, Dòng Tre Quạ, Dòng Trơm Bến Tre. Thì hôm nay mình được sự giúp đỡ của một bạn. Có quý vị sẽ vô nhà thăm cô Nhan, thêm cô Nhan nha quý vị. Bây giờ mình sẽ mời quý khán giả đồng hành cùng mình nha. Đây, đây là trước khi vô cái ngôi nhà. Đây, cô Nhan đây. Kìa kìa, cô Nhan trong nhà kìa. Bước vô, đây là cái nhà của cô Nhan. Hello cô Nhan, biết con không? Trời đất ơi, nay làm gì đâu mà cách đây mình nay vô nhà làm gì mà. Cái gì mà lùng tung vậy cô Nhan? Bữa hổm thấy đi chợ mà. Rồi cho con gắn cái này cái. Có rác dồn vô hết luôn. Trời đất ơi, cái gì, ăn uống cái gì đây? Ăn cơm chưa, đi đâu mới về đây? Ở nhà cũng mua đi mà bờ mới vô. Rồi tính ăn gì, uống gì vậy? Chưa, chưa. Đó là cái gì đây? Nước. Đâu, uống hay gì? Không có, để nước đó khi xúc miệng đâu. Trời ơi, vô nước xúc miệng đây ha. Đây nước xúc miệng, lăng quăng nó bò lính nhánh vậy. Chứ họ không có uống cái đó. Trời ơi. Rồi cái này cái gì đây? Cho con coi cái nha. Cái gì? Mới cho rồi bưng về đó, mới cho đồ ăn đó. Ai cho? Cháu, nó đi chợ về nó cho bưng vô đó. Như đó nè. Gần ổi. Đồ với phổi heo. Ổi đâu hả? À? Ổi ở trển á. Chúng mơ mới hái được. Cho được. Trái được không? Được. Cho trái ăn. Còn cho mấy trái, còn có nó nhiều lắm. Cho trái ăn thử nha. Dạ. Có thể. Còn ở trong đó cũng nhiều à. Cái này cầm trái nè, cái này không biết ăn được không, cầm trái. Chín á. Chín ăn ngon. Nhưng mà sao sinh nhiệt lạ. Cái gì mà lùng tung bày nhảy trong nhà vậy? Trời ơi. Có bao nhiêu lâu con không xuống nè cô Nhan, gì mà để còn nuôi dê không? Còn. Dê là mắc tiền mà. Cỏ vô nhà không, không có mắc. Dê có 100.000 kiếm là mắc. Đực á. Đực. Đực 100.000, 120, 121 gì đó. Dạ. Còn cái thì con không biết nha. Dạ, cái rẻ có mấy chục à. Không, cái này cũng mắc rồi mà. Không có, có mấy chục à. Nói giá đó là đực á. Trăm mấy ngàn ký. Dạ. Cái nồi nước nào nó gì thế này? Hả? Cái đó nước cơm. Nước cơm á rửa tay sạch dữ lắm ạ. Nước cơm rửa tay sạch. Nước cơm vô à. Rửa tay không? Dạ, dạ. Nước miệng không? Không. Còn dừa để làm gì đây? Tại lụm dừa đem vô chưa lột á. Nó lụm á. Trời đất ơi, trời đất ơi. Này cô Nhan ơi, cô Nhan phải dọn nha, để rắn rít không nha. Dạ. Dạ dạ, đây là chiêm ngưỡng phòng ngủ cô Nhan.
Tại ơi, ngủ về mưa có tạt không cô Nhan? Mới mở cửa chứ mưa là trời ngủ hay là đóng cửa lại không có để. Mới đây mà không gặp cô Nhan thôi chứ chứ đâu phải lâu đâu cô Nhan. Dạ. Mới đây nè phải không? Dạ. Nấu lâu lâu là cũng mấy tuần rồi đó không gặp. Mới hôm qua bữa mấy mấy tây nè gặp cô Nhan đi chợ Tân Hào vô lãnh tiền gì đó. Tiền cấp hàng tháng. À mà vô lãnh có không? Có. Sao vô nhanh như vậy? 750 vô ra liền có à. mình. Dạ. Vô cái ra liền mà không thấy cô. Con thấy. Nhà con đang chỗ hổng đợt đốt phát quà cho cô Nhan đó. Dạ dạ mà tôi không thấy cô. Dạ. Trời ơi. Rồi nhà sao mà không chịu gom cho nó gọn lại chút xíu. Cái gì mà nó hổng rài cũng bị bệnh đó rồi đi xin thuốc rồi. Bệnh gì nữa? Xương khớp. Xương khớp hả? Rồi này. Này nồi gì nữa đây? Khui à. Nồi gì? Nồi đồ ăn qua. Ui thần linh ơi. Trời ơi để con coi con xịt đèn cho thấy rõ coi. Quá trời quá đó. Này gì? Cá kèo. Gì nữa cô Nhan? Dũng dũng thì ấy gì để đó vậy đó. Rồi này có ăn không? Hết ăn rồi mà chưa bỏ nè. Còn làm biến chưa bỏ. Trời đó con này là gì? Mới ăn rồi. Hả? Cái đó ăn rồi nấu rau bắp chuối đồ chung trong cơm mới ăn rồi. Là con mới vừa vô là cô Nhan vừa ăn xong hả? Ăn rồi, dạ dạ ăn rồi. Giờ nãy giờ cô Nhan ở đâu? Thì ăn cơm rồi đi ngoài bờ mới vô á. Bờ này làm gì? Bờ này có 10 củi ấy đồ mới vô á. Rồi cô Nhan đi làm gì á? Đi ra đi cho dê đồ ăn rồi lụm củi đồ ngoài bờ. Rồi có đi nay có đi vớt dừa ngoài sông không? Mưa quá không có đi cô. À, mưa quá mình không dám đi ha. Sợ ha. Rồi chừng nào đi nữa? Chừng nào đi đi vớt thì có chở ai không hay đi mình? Bên mình ghe mượn. Mà lúc này mưa không có đi. Chừng nào đi cho con đi được không? Dạ. Chèo con nổi không? Bơi được chứ. Hai giờ muốn đi ra đi không có mưa nè. Tới không? Đang chuẩn bị mưa kìa. Vậy hả? Rồi đi gom củi đó về làm gì? Đâu có vớt như vậy khi dục mà bờ vậy đó chứ mưa đâu có làm gì được. Rồi mình dục đem nguồn về bờ rồi để mình làm củi hàng sau á. Dạ dạ. Rồi đốt ở chỗ nào đốt chỗ cũ nữa. Ủa giờ không có mở cửa sau hả? Không, không có mở. Rồi sao không đi đó đi cửa sau rồi sao giờ không đi nữa? Tại củi dồn đó không có chỗ đựng cô ơi. Dồn đó rồi bít chịch rồi. Rồi dừa mà trồng trong nhà luôn. Cái đó lượm vô chứ không phải dừa. Rồi giờ đang chuẩn bị ghe là ghe mượn hả? Dạ ghe mượn hay bước ra sao có ghe. Mà nước đang rồng mà sao đi đâu được? Không biết giờ rồng cạn hay lớn không biết. Đang chạy về hướng này nè. Chạy hướng vậy hả? Dạ. Vậy chắc đương rồng quá. Đó, chạy về hướng này nè, con biết chạy xuống đây nè, chạy xuống chạy, về chạy. Về Tân Hào á. Dạ dạ. Về chợ á. Dạ. Là về đó là nước rồng hay nước lớn? Nước rồng. À. Vậy là cạn rồi. Vậy là cạn. Giờ nó chạy về đây mới là nước lớn. Dạ. Dạ con không biết. Dạ. Lâu quá rồi không đi tắm sông nên không có biết. Dạ. Trời ơi, cái gì đó mà lùng tung vậy cô Nhan? Sao cô Nhan không dọn sơ sơ qua một chút? Hổm rày bị bệnh đó thì không có ấy. Bệnh khớp nhưng mà khớp cái giò này kia đây mình cũng để mà này mình chất quá trời. Rồi dép hết trơn rồi. Dép của ai đây? Của tôi. Cũng mấy đôi ạ. Trời đất ơi, còn đây một chiếc nữa. Đây nữa. Trời đất ơi, nó dép gì? Mang đi sẽ lắm bùn bỏ đó, mang cái khác. Trời đất. U là trời. Còn ổi đây nữa, đây nữa, đâu nữa đây? Đó đó. Trời ơi, cái gì đó cô Nhan? Đi cho dê ăn rồi hái ổi. Trời đất ơi, hái gì có ăn hết đâu mà hái. Hái gì cháu, nó có ăn cho. Chứ không phải ăn hết. Trời ơi. Đó, em ra. Cái gì? Trời ơi, cái gì mà thao rộng nó quá trời thế vậy? Thao này đựng gì cô Nhan? Nước đó rồi trời mưa nó làm biến ra. Rồi hứng rồi ha, đâu dạ. Có ốc có ơ gì đâu, ai đặt là cái đẹp vậy? Nước khớp rồi, cái giò này nó sưng luôn nè. Trời ơi. Ở trên đầu gối đỡ đỡ hơn ở dưới nha. Ít sưng còn. Vậy rồi sao đi cho đi, này? Đi được. Nhất mà sao đi? Đi được, mà đau chứ đi được. Đi đâu chống gậy vậy đó. Trời ơi, rồi vậy rồi đi hổng đi lên chợ đi bằng gì?
cháu nó đưa đi học rồi đi theo. À. Đưa đi học khỏi chợ á. Con thấy đi bộ lại chợ đó. Dạ, dạ. Rồi giờ cắn về đau rồi đi được ha. Được, đi được. U là trời. Hả? Đi được. Mai làm cái gì đây? Cột vậy chứ mấy nó bị đau bụng. Còn gần gần vậy chứ để bị đau bụng. Cái này là cái mẹo á ha. Cái mẹo để... Sát vậy chứ để đau bụng á. Ừ. Trời ơi, rồi mấy cái bộ đồ con không có mua đâu mà sao không mặc, mình mặc mấy ở nhà ưa bận đồ cũ vậy đó cô. Đi đâu mặc đồ mới. Trời ơi, sao không tháo nấu ra đi nãy giờ trong nhà không, không chịu lột nón ra cho nó khỏe. Ôi, thần linh ơi. Đẹp hú hồn chưa, cột hai bên hả? Ừ. Thắt hai bên. Bữa nào hớt tóc cho đẹp đi, sao không cho hớt? Không có hớt, thoải mái mất gì không. Trời ơi, tay. Ôi thần linh. U là trời. Tay sưng luôn hay gì vậy? Không có, tay không có. Trời đất ơi, mấy bộ đồ con mua rồi, sao không? Ở nhà ít cái mặc đồ mới á cô. Chân nó sưng cỏ vậy á hả? Dạ. Trời đất ơi, con này cũng là té lật xương mi không mà sưng vậy? Không, không có té, đi được. Con nói té trật làm sao đi? Nhưng mà đi... Này không lẽ bị rút ta? Hãy té trật là đi không được, con này đi được. Sao nó sụm qua một bên vậy nè? Có bị gì không, bị trật lật dạng như là đi bị hụp giò á? Không có, khi không đau là đau khớp. Vậy có mua thuốc uống không? Có, qua dùng trơm cho lần nửa tháng đi hoài. Cho không mà chứ không có tiền. Dạ. Sao em thấy mà em sốt rét quá. Lâu vô cái cô Nhan cho con coi mấy cái chuyện bất ngờ không vậy? Có làm gì nó đau. Nó đau nhưng cũng mà ráng đi cho dê ăn. Mà nuôi mấy con giờ còn mấy con giờ nữa. Có một con mà đẻ ra một con. Con được hai cái? Được. Cái chứ. Cái. Cái đầu này tháng mấy rồi. Trời ơi, nuôi cái nữa là lỗ rồi. Vậy á, phải đực nó 100.000 ký cái mấy chục. Nuôi cũng lâu lớn cô ơi. Cũng mấy tháng nha. Ăn rau cỏ cũng lâu lớn. Dạ. Trời ơi, nước này nữa có xài không hay làm gì đây? Khi trời mưa không có ra ngoài đó thì lấy nước này làm gì? Rửa giò. Ôi sao tôi nghe xong tôi xúc rét á, còn cái này rau này làm gì? Dê ăn. Dê mà sao không cho nó ăn đi mà đem về để đây? Cái gì cũng bỏ vô vậy? Mới hai bình đó đem về đó. Hái gì nhà cứ ghét. Còn thuốc dầu để làm gì? Dê ăn. Thuốc dầu á? Dê khô dầu, cỏ dầu vậy. Cái đó dê ăn. Dê ăn hả? Cái đó tỳ đa bô tử đó. Dê ăn. Rồi cô Nhan cho con đi tham quan nhà một chút được không? Dạ. Tại đó đây dép ao nữa. Đó đó. Hả? Dép tôi. Thì đâu mà nhiều dép vậy, còn rau này để làm gì vậy? Dê ăn nữa hả? Dê ăn á. Này rau đậu phộng hay lâu gì vậy? Rau này rau gì? Dê ăn mà cái đó kêu bằng đậu ma. Đậu ma hả? Dạ dạ. Dê dạ. Cũng ăn đó, đó. Rồi đọt này cũng dê ăn. Dê dạ. Ăn gì cho nó ăn hết trơn. Đây quý vị ơi, mở được con cánh nè. Cánh này giờ nó cứng nhắc rồi. Cương này là cô Nhan mở con cánh rồi phải không? Có mở thêm nữa không? Không. Không hả? Rồi dừa này sao không bán đi 120.000 chục? Dừa đó chắc dừa hư để chụm. Bán có lượm mấy trái thì bán rồi chứ đâu có. Trời ơi. Đây quý vị. Nước này sao cô Nhan không uống đi, quỹ ban cho nè. Đó đó, đông lại mưa rồi để đó chứ nước để không có hư. Thì nước để không hư rồi đó. Dạ, đông lại mưa. Trời ơi. Đây quý vị. Căn nhà này thì được hỗ trợ cho xây này kia kiên cố. Nhưng mà cô Nhan sống một mình. Cái gì cô cũng gom vô nhà cô để hết trơn, sợ mưa ướt. Dự trữ ở nhà. Này dự trữ cái gì cô Nhan? Cỏ dê với củi chứ đâu có gì. Dạ. Ăn uống thì quý vị cũng đã thấy rồi. Dạ. Mấy con lăng quăng này giờ nếu mấy mình thổi mình giạt nó qua là mình có thể là mình húp đựng miếng. Khi nước chai này cũng có nè. Nước chai này cái đó khi nước chai này cũng nấu chín này để đây. Nước chai này hả? Dạ. Đây nè, nước này nước ấy còn. Mà cô Nhan uống nước này hả? Dạ.
sao có nước suối đó sao không uống? Dạ cũng uống từ từ. Từ từ cái đó cho ổng còn. Trời ơi. Rồi tiền đó là mình để làm gì? Tiền Mạnh Thường Quân rồi tiền trợ cấp đó. Mình xin tháng thì mua đồ ăn, cá đồ này mắc lắm cô ơi. Dạ, mua nhiêu mà mắc? Mua 20 ngàn ăn ngày không đủ. Dạ. Còn gạo? Gạo khi cũng có cho, dạ. Khi mua. Rồi gạo đâu? Cho ta để mình để đâu? Đây nè, để. Con đâu thấy nãy giờ đâu thấy gạo đâu cô nha. Đây. Để đây nè. Trời ơi, nhà sao không dọn cho nó sạch sẽ rồi đi. Dạ, để dọn từ từ đây. Dọn cho nó gạo đây nè còn. À. Rồi ăn còn vô đây hả? Rồi còn dạ. Tấm ha pha vô đây, hay đây. Gì? Dạ dạ. Pha vô hai loại hay gì? Dạ dạ. Hai loại gạo cũng không có nhiều. Mua về cái nhầm khi bao nó cũ á thì bỏ qua đây để dành. Rồi hổm dì Kiều á cho đợt đó là dùng hết rồi phải không? Dạ. Xin chào quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả trong mọi nước của kênh Gấp Bếp Miền Tây. Thì hôm nay mình được sự giúp đỡ của em Vũ Lê ở bên Top Top là 7487. Vũ Lê 7487 bên Top Top hỗ trợ cho cô Nhan là 400 ngàn. Dạ. Để cho cô Nhan xây sở trong cuộc sống. Dạ. Cái mấy tuần nay con không có vô nhà cô Nhan. Thì bây giờ hổm vô tôi thấy nó không có gì, sao giờ nào quá trời cô nha. Đợi mưa đó rồi với bệnh thì không có làm được. Dạ, đây số tiền này 400 con dạ. Gửi cô nha. Dạ. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn nhà tài trợ. Cảm ơn hai cô. Dạ, là một nữa mình chân thành cảm ơn quý khán giả đồng hành cùng kênh Gấp Bếp Miền Tây. Thì cô Nhan nói là do trời mưa hôm nay đó, cô Nhan đem đồ vô đây để này kia. Rồi yêu cầu nữa mình nếu con có xuống nữa nhớ soạn sạch sẽ giùm con chút xíu nha. Được dạ, không? Dạ được. Này đây con xuống là bất ngờ không có báo trước gì hết trơn á. Dạ. Đúng không? Dạ. Nếu mà trời nắng thì rủ đi bơi ghe. À bơi ghe lụm vừa rồi, vừa khô phải không? Dạ. Trời đất ơi chèo nổi không tụi con không đó mà nói. Được, bơi gần được. À, vậy lụm gì là để trên bờ làm nửa làm củi ha. Dạ. Dạ. Rồi một lần mình chân thành cảm ơn và mình hẹn quý khán giả vào clip sau ạ. Rồi.